Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube bên em. Em thời gian vừa qua em có nuôi được một cây tím sen Vĩnh Châu. Thì bây giờ cây tím sen Vĩnh Châu đang nở hoa, đang cho hoa. Đây là cây chuẩn 100% là tím sen Vĩnh Châu nha cả nhà. Đây cái thân cây, cái gốc của thân cây đây nha cả nhà. Cái gốc là cái thân. Cái tím sen Vĩnh Châu này là cao là 1 gang, 2 gang, 3 gang, 4 gang, 5 gang, là cao khoảng 9 tấc nha cả nhà. Bông chuẩn Vĩnh Châu nha cả nhà. Hiện tại em đang quay là buổi chiều mà hoa cũng rất là tươi. Thường buổi sáng hoặc buổi trưa đủ nắng thì nhìn hoa sẽ đẹp hơn. Em sẽ quay các góc độ cho cả nhà xem. Đây, cái thần là nằm chính giữa nha cả nhà. Cái thân ở đây, cái gốc. Rồi, cả nhà nào, khách hàng nào yêu thích muốn sở hữu cây tím sen Vĩnh Châu duy nhất này của em thì để lại số điện thoại bên dưới và em sẽ bên shop em sẽ điện thoại lại để tư vấn đến khách hàng và đi đến thỏa thuận thống nhất thì bên em sẽ giao cây. Rồi, em xin chân thành cảm ơn cả nhà đã xem theo dõi kênh YouTube em trong thời gian qua. Chúc cả nhà là luôn dồi dào sức khỏe, năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Bye bye.